Hello, xèo tất cả anh em nha. Mình là LTL đây, đẹp trai Max 03 đến từ Bắc Giang. Ok, cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh Ngô Thế Ngọc của mình nhá. Thì trước khi vào clip ngày hôm nay thì anh em nào muốn nhận ạc miễn phí từ LTL thì anh em đừng quên là giúp LTL một nút like nhá. Và nhớ là xem từ đầu đến cuối clip này khúc tua nha anh em ơi. Thì như anh em cũng biết thì hiện tại là một thanh niên đang pha kia mình anh em ạ. Chính là LTL pha kia anh em ơi. Thì mình đã tìm đủ cách rồi anh em ạ, nhưng vẫn không làm sao để nó kiểu như có thể không pha kia mình nữa. Bắt nó đổi lại tên, đổi lại trang phục nhưng mà nó không nghe anh em ơi. Thì hôm qua một thanh niên chùm đột nhập ạc đã kiểu như vào nhà mình anh em ạ và đã hứa giúp mình lấy kiểu như là đột nhập vào của cái thanh niên LTL pha kia kia anh em ơi, để mình có thể đổi tên này, đổi trang phục này cho nó không va ke mình nữa nha. Tiện để là mình sẽ đổi luôn tài khoản mật khẩu qua nạc đấy nha anh em ơi, và tặng cho anh em nó may mắn xem từ đầu đến cuối clip này cũng tua nha. Ok, bây giờ mình sẽ đợi thanh niên đấy đến kiểu như là đưa ạc cho mình nha mẹ. Đấy, mình thanh niên đấy không biết là đột nhập được chưa anh em ơi. Nhưng anh em bảo chiều hôm nay đột nhập được mà mình cũng chưa gì nha mẹ. Ơ, như ai gọi mình nha mẹ? Hay là thanh niên đấy nhỉ? Từ anh em đợi mình xíu để mình sẽ xem nha anh em ơi. Ok anh em ơi, mình đến đây rồi. Chả cái thằng nào tan mấy cái thằng chỉa trâu đâu ấy nhỉ, không biết thằng gọi tao nhỉ. Mình cứ tưởng là cái thằng đột nhập ạc cho mình nó đến nó đưa ạc cho mình cơ. Thằng nào nhỉ, thằng gọi nhỉ? Mày á? Mày, tao tưởng là cái thằng đột nhập ạc cũng tao đến rồi, mày gọi tao cái gì đây? Mày là ai? Đưa ạc cho anh. Đưa ạc cho anh? Ạc cái này, thằng đầu tiên là ba kia á? Vâng. Thì mày là ai đây? Mày là bạn của thằng Nhâu Kính. Mày là bạn của thằng hôm qua? Đúng. Sao tao không thấy mày hôm qua mày đứng đâu đấy? Ồ, hôm qua ngày đứng ngoài cổng nha mày, nó là bạn của cái thằng Đeo Kính đi nha mày. Nhưng mà cái thằng Đeo Kính đi đâu mà hôm nay nó đưa mày cái ạc này? Nó điệu game. Điệu game nữa, đâu xem nào. Đây có phải ạc thằng LTL phát kem đây. Hả? Ui, nó đột nhập được luôn. Nó đột nhập sáng ngày chính thức à? Không, nó đột nhập ở nhà. Đột nhập ở nhà, nhưng mà chắc chắn đâu? Chắc chắn luôn à? À đây, cũng tài khoản mật khẩu đây này. Ui, quá luôn này nha mày. Ồ, thưa anh cảm ơn nha. Đây là anh đang đăng nhập xem bảo không nha. Bảo nó là nếu mà được thì tí anh sẽ tặng là 4 cái kim cương nhá. Ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ vào đăng nhập luôn để xem phải hay không nha anh em ơi. Hay là nó lừa mình nhỉ? Ok tất cả anh em ơi, thực sự là mình không tin là mắt mình anh em ạ. Đó chính là thằng chùm đột nhập ạc này có thể đột nhập thành công ạc thằng LTL Fakir anh em ơi. Anh em thấy chưa? Nó đưa mình tài khoản mật khẩu mình vào luôn anh em ơi. Trời ơi, tí mình tặng hẳn thanh niên này 4 cái kim cương anh em ạ. Của anh em là mà xem từ đầu đến cuối clip này không tua, mình sẽ chọn là một bạn ngẫu nhiên mình tặng con ạc này nhá. Anh em mà muốn nhận con ạc này nhập comment tên game anh em xuống nha, mình kết bạn mình sẽ gửi ạc cho anh em nha anh em ơi. Đây để mình sẽ show qua con ạc của thằng LTL Fakir nhá. Anh em thấy chưa? Bộ đồ nó giống hệt bộ đồ của mình luôn anh em ạ. Thế này thì ai mà đỡ nổi anh em ơi. Là anh em nhìn quả tên nó này. Công khắc một tí gì đây anh em ạ, GCLTL đã level 80 anh em ơi, đây quả ID này anh em ơi. Thì con ạc này mình đã review một lần rồi anh em ạ, bởi vì hồi xưa là mình kể cho anh em tiểu sử con ạc này nhá. Hồi xưa là mình ra đun con ạc này 50k cái khi mình mất ạc anh em ơi, đấy mình ra đun con ạc này 50k anh em ơi. Đấy khá là ngon anh em ạ, thì sau khi mình lấy lại được ạc thì mình đã quyết định là bán lại con ạc này lên shop anh em ơi. Với giá 7k anh em ạ, ra đun 7k anh em ơi, thì mình không ngờ rằng LTL Fakir lại ra đun đúng con ạc này anh em ạ. Cay thực sự anh em ơi. Đấy rất là nhiều anh em thắc mắc là vì sao LTL kiểu như là gì nhỉ? Vì sao là anh lại con ạc của LTL Fakir kia là con ạc cũ của anh đấy, vì nó là như vậy anh em ơi. Đây mình kể lại cho anh em nhá, để cho anh em xem cái kho vũ khí con ạc này này anh em ơi. Anh thấy chưa? Đây súng nâng cấp có 4 khẩu anh em ơi, có 2 khẩu level 7 nhá, còn lại 1 khẩu level và 20 level 4 này. Thần thoại có 82 khẩu anh em ơi. Đây có M4A1 kim siêu điểu này, đây SK đẳng cấp titan anh em thấy chưa? Đấy rất là nhiều súng mạnh luôn này. Đây này anh em thấy chưa? Súng gun các kiểu này, thăng sơn này. Đấy, nói chung là con ạc này cũng không thiếu gì đâu anh em ạ, khá là đủ chơi đấy anh em ơi. Đây M1047 đá luôn này anh em ơi. Đấy anh em thấy chưa? Khá là ngon này, huyền thoại này, có cả AK M4A1 rừng xanh khá là mạnh này anh em ơi, AK dùng lửa nha, sạc cái tình yêu anh em thấy chưa. Đấy nói chung là những cái con nạc này, đây MB5 mới này, con nạc này nói chung là những cái khẩu mạnh thì con nạc này đều có hết anh em ạ. Qua là hồi đấy mình nghĩ là con nạc của mình vip hơn nên là mình không thèm dùng con nạc này thôi anh em ơi. Đây mà mình vứt lên shop để mình shop để mình ra đun mình chi ăn vì lúc mình đấy này ạ. Nhưng không ngờ cái thằng này nó ra đun mà được cay được chưa anh em ạ. Ok đây bây giờ mình sẽ đổi lại tên anh em ơi, để xem con nạc này có thể được tên không nào. Có mình nghĩ là may quá anh em ơi, mình sẽ đổi là fan LTN đây anh em ơi. Đấy, fan LTN đi. Ai dám để LTN đây, fan LTN đây anh em ơi. Đấy thì anh em làm mà nhận con hàng này thì anh em có thể đổi lại tên nhá. Ok, mình sẽ đổi. Ôi, nó đặt luôn rồi kìa. Ok, fan LTN GC đi. Đấy, fan LTN đi, fan GC đây anh em. Rồi, ui, cái định mệnh tồn tại luôn kìa anh em ơi. Rồi, ok, thành công rồi nha anh em ơi. Đây, bây giờ mình sẽ đổi lại đồ anh em ơi. Mình sẽ đổi được một cái bộ đồ khác nha. Đó, đây bộ đồ nó đánh dấu sao này anh em ơi, mình sẽ đổi cái bộ đồ đẹp đẹp tí đi anh em ơi. Đây đạo trích đi anh em ơi. Đấy đổi cả lên này, thôi để mình đổi cả lên cả các kiểu anh em ơi. Đây thực sự anh em ạ, cả ba lô này nó đeo cả ba lô giống mình anh em, đổi ba lô khác đi. Xem nào cái lên ở đâu ta. Lên ở đâu? Đây 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 đây, quả lên này nó đẹp giống mình anh em ơi. Đây mình để quả lên level 80 đi anh em ơi.
của anh này đi, mình chọn mùa 14 đi. Đó, ok, đây là một con lạc hoàn toàn khác biệt của mình rồi anh em ơi. Không còn cách nào giống nữa rồi anh em ạ. Đây, bây giờ mình sẽ quyết định là chơi một trận động lan chiến nha anh em ơi. Đấy, coi như là ăn mừng vì mình đã thành công và đột nhập hạng LTL Fakia nha anh em ơi. Đấy, từ nay không phải lo nữa rồi anh em ạ. Không phải lo rằng LTL Fakia, Fakia mình bắt đầu là nó gọi là gì nhỉ? Nó đổi tên, bắt đầu nó đổi trang phục để nó Fakia mình anh em ơi. Đấy, nói chung là yên tâm rồi anh em ạ. Ok. Ok anh em ơi, thì mình đã vào thành công trận đấu anh em ạ. Bây giờ mình sẽ ra cho anh em một câu hỏi luôn nha anh em ơi. Thì đó anh em biết trận này mình giết được bao nhiêu QS sọt nha. Nhưng mà với điều kiện là anh em cứ tua nha. Anh em mà tua thì mình sẽ không tặng quà đâu. Bây giờ anh em cứ đợi anh em tua đến đoạn cuối anh em biết mình giết bao nhiêu QS sọt, anh em comment xuống chắc chắn là mình sẽ không tặng nha. Mình chỉ tặng cho anh em là đang xem đoạn này rồi anh em comment nha anh em ơi. Đó, mình là chủ video này, biết được anh em là tua hay không mà, nên là anh em không thể trốn được đâu. Ok, không được ăn bẩn đâu nha. Ở trên công bằng anh em ơi. Đó, ok, là mình sẽ để kỹ năng cho anh em xem này. À, mình sẽ hoàn toàn phát nè. Nó nó chất đi. Đâu rồi, chơi đâu rồi. Đây, con gái anh em ơi. Hét xóa mất này. Ui ôi, bắt đầu kìa. Ui ôi. Làm gì. Mày nghĩ mỗi mày có xóa lia. Tao không có xóa lia nha. Không ăn được tao đâu. Ok, hét xóa rồi anh em ơi. 1-0 anh em ơi. Ui, đằng kia là nữ hả? Nghĩa đây là làm giả nữ là lắm anh em ơi. Anh em ơi chưa? Tao cần à? Mình nghĩ khả năng cao làm giả lưu rồi. Nào, hét sọt luôn, con sót luôn nào, làm kéo con sót nào. Đâu rồi. Căng, anh em ơi, căng. Đừng dí nhá. Rồi, đây, một tinh nguyên duy tí. Ui, anh em xít kìa. Lâu. Ui, choáng luôn kìa, anh em ơi, choáng luôn kìa. Qua đây. Qua đây, một viên bắt đầu. Một viên bắt đầu anh em ơi. Nhẹ cái đầu ở đây, ok, 2-0 anh em ơi. Đó, chơi này phải chơi công bằng như này, không chơi dí chứ. Mấy thanh niên chơi bẩn bắt đầu thấy mình bắn ra sát rồi nhận dí. Thế là chết mình luôn. Mấy thanh chơi rất khôn anh em. Ok, ui da mờ 1887, on shot tiếp nha. On shot nha, đừng có chơi dí nha. Chơi dí là mình bó tay thôi anh ạ. Chơi dí là bó tay chấm cơm luôn anh em ơi. Ok, qua luôn. Đâu rồi, đây. Nghe cái đầu ở đây. Adu. Adu, một viên vào đầu. Adu, rồi vào người luôn kìa anh em ơi. Má, viên đấy không vào đầu, trời ơi, mất cái trình độ của mình quá anh em ạ. Chứ nhân vật lưu mà bắn có vẻ kinh đấy nhỉ. Ok, không sao, 3-0 rồi anh em ơi. Mình nghĩ anh em thử dự đoán tỷ số trận đấu này là bao nhiêu rồi. Mình nghĩ khả năng cao là 5-0 anh em ạ. Đây. Nghe cái đầu ở đây. Ui, nó bắn bục cái mũ mình rồi. Một viên thôi anh em ơi. Bắn nó phải như thế chứ. Ok, quả quế này tiếp tục on shot anh em ơi. Quả quế tiếp tục ở trên on shot đây. Ok, mình sẽ quyết định là dùng DEA này anh em ơi, DEA đi. DEA với cả DEA chỉ trời mất khẩu DEA anh em. Đó, nó mới căng chứ. On shot nó mới căng đúng không anh em? Ok, bình tĩnh nha anh em ơi, bình tĩnh nha. Tất cả phải bình tĩnh nha mọi người, tất cả phải bình tĩnh, tất cả phải từ từ. Nào. Nghe cái đầu ở đây. Rồi anh em ơi, 5-0 anh em ạ. Quá đơn giản luôn, cái kèo one shot thì mình trên kèo anh em ạ. Thôi anh em ơi, thì clip của mình đấy cũng là kết thúc rồi anh em ạ. Thì nói chung là tất cả lỗi lòi cũng đã ok rồi anh em ơi. Cảm ơn tất cả đã theo dõi đến đây nha. Bye bye anh em.